Đấy. Hồi lên, hồi lên nè. Đặc sản của Lệ Thủy. Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, không ai là không thuộc lòng những câu ca dù ai đi tây về đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà, về nhà xem hội quân ta dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Và mỗi dịp Quốc khánh 2 tháng 9, người dân Lệ Thủy lại hào hứng náo nức tham gia lễ hội bơi đua thuyền truyền thống mừng Tết độc lập trên dòng sông Kiến Giang.